Thưa quý vị, theo quy hoạch của chính phủ, cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu được xác định là một trong hai cảng biển đặc biệt của Việt Nam, có chức năng cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế. Thực tế quá trình phát triển cảng biển đã và đang phát sinh một số xung đột, trong đó gay gắt nhất là xung đột về giao thông. Như tại Bà Rịa Vũng Tàu thiếu hạ tầng kết nối với các tỉnh thành Đông và Tây Nam Bộ, cụm cảng cái mép thị vải bị hạn chế rất lớn đến hiệu suất, năng suất khai thác. Bên cạnh đó thì quá trình đô thị hóa gắn với phát triển cảng cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Quy hoạch đô thị như thế nào để hài hòa với sự phát triển của hệ thống cảng trên địa bàn là một trong những vấn đề mà chính quyền, ngành chức năng và những chuyên gia trong lĩnh vực còn nhiều trăn trở. Theo các chuyên gia cảng biển, vấn đề xung đột giữa cụm cảng container lớn của cả nước như cái mép thị vải với các đô thị cận kề như thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu được nhận diện trước hết qua giao thông. Trong tương lai tiếp tục sẽ là xung đột về đô thị và kinh tế xã hội. Cái mép thị vải được hình thành từ quy hoạch năm 1978 đến thập kỷ đầu của thế kỷ 21, cấu trúc cơ bản của hệ thống cảng này mới hình thành. Tuy nhiên, sự kết nối giữa cụm cảng với chân hàng và khu dân cư lại chưa được quan tâm đúng mức. Cái Phú Mỹ hiện nay đang rất băn khoăn, các em ở Viện Quy hoạch Quốc gia cũng rất băn khoăn rằng là nó là một đô thị công nghiệp hay là nó là một đô thị dịch vụ cảng hay là nó là một đô thị dân sinh. Chúng tôi xin nói rằng nó có cả dư địa cho tất cả. Nếu nó biết dựa vào thành phố mẹ của Vũng Tàu, Vũng Tàu gọi là thành phố mẹ, và dựa vào cái phát triển cảng và dựa vào Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Thục, Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu Định cư và Năng lượng cũng đề xuất cấu trúc không gian của đô thị Phú Mỹ và cảng cái mép thị vải là thị xã Phú Mỹ cần chia làm 4 khu lõi là cái mép hạ, cái mép, Phú Mỹ và Mỹ Xuân. Khu cái mép hạ là khu dịch vụ và mậu dịch tự do phục vụ cho hoạt động cảng. Cái mép và khu Mỹ Xuân là khu đô thị lõi dịch vụ công nghiệp chuyên ngành, đa ngành. Khu Phú Mỹ là khu đô thị lõi hành chính phục vụ hoạt động công nghiệp, cảng biển, nơi ở cho công nhân, chuyên gia. Cụm cảng cái mép thị vải phục vụ cho lợi ích dùng quốc gia, chứ không riêng cho địa phương. Hiện cụm cảng này đón được tàu có sức chở 24.000 tiêu, phục vụ cho hơn 40% GDP của cả nước. Với tiềm năng và vị thế này, Bà Rịa Vũng Tàu đặt kinh tế biển, trong đó có cảng biển, là một trong những lĩnh vực then chốt. Tuy nhiên, phát triển của cảng biển phải trong tổng thể phát triển vùng. Vì vậy, đô thị cận kề sát cảng phải là đô thị dịch vụ cảng, chứ không phải là đô thị theo quy hoạch của tỉnh. Liên kết vùng nó là bắt buộc, và chúng ta không thể ngăn cản được cái quá trình đô thị hóa kéo theo cảng. Chủ yếu là chúng ta phân vùng không gian cho các đô thị phát triển cận kề, đối cảng, là những phần đô thị hay là những các cái khu đô thị có chức năng như thế nào đấy, để cho những cái cảng nó không đi giáp. Cảng phát triển kéo theo quá trình đô thị hóa, nhưng quá trình này phải được kiểm soát theo quy hoạch tổng thể. Nếu không, quá trình đô thị hóa gắn với sự phát triển cảng biển nhiều khả năng sẽ phát triển theo hướng đô thị phòng trọ, chứ không phải là một đô thị cảng đúng nghĩa gắn với vai trò trung tâm mậu dịch tự do. Cho tôi đề nghị rằng là cái đô thị cận kề sát cảng ấy là cái phần đô thị mà tập trung vào cái môi trường dịch vụ cảng, làm sao cho nó hấp dẫn, bao gồm cả những các cái yếu tố văn hóa và xã hội của địa phương phải được đưa vào đây. Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện đề tài liên kết địa bàn giữa hệ thống các cảng biển cái mép thị vải và đô thị lõi cận kề trong bối cảnh đô thị hóa gia tăng, nhằm nghiên cứu hiện trạng và đưa ra các giải pháp khắc phục. Đề tài được thông qua sẽ là cơ sở để Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng và phát triển hệ thống cảng theo mô hình cảng đô thị hợp nhất. Hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cũng được kết nối đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy các khu kinh tế, đô thị ven biển và các khu công nghiệp trong vùng Đông Nam Bộ, khu vực lân cận phát triển hài hòa.